Đây, em hỏi Từ đầu đi. tiên, em Yeah. giới thiệu em là người mới chơi hay là người chơi cũ, rồi chơi server bao nhiêu, rồi hỏi về vấn đề gì đó. Em là người chơi cũ nhưng mà cũng bỏ game mấy năm, bây giờ quay lại. Bây giờ quay Rồi lại được mấy tháng rồi. nhưng mà quay lại chơi server mới đúng không? Vâng, Thằng em nào vô đây, thằng mạnh nhen, mày vô đây mày tắt mic rồi mày không hỏi là tao kích đó nha. Thằng nào vô đây là thằng đó hỏi nha, chứ không phải vô đây tắt mic ngồi nha. Từ chút xíu chút cường, thằng nào vô là thằng đó hỏi nha, có hỏi không? Chứ không không có hỏi em có hỏi có hỏi ngồi. Thằng thành có hỏi không? Riêng thành đụng với thằng này là giám đốc bên phát triển thị trường Vina Game, vô đây ngồi làm gì? Giờ cường hỏi đi nè, giỡn gì đâu rồi. Để coi giám em đốc hỏi giám sát. cái ấn ký ấy, nó cái ấn ký đau khổ là gây sát thương duy trì, tăng sát thương duy trì lần đầu ấy, thì có Rồi nghĩa là lần đầu mỗi turn hay là chỉ được một lần duy nhất trong trận đấu nhỉ? lần đầu mỗi tên khi mà con tướng nó bắt đầu có nổ DOT. Lần đầu mỗi turn. À, Đúng rồi ok. rồi em mất đi. Bây giờ tới phiên anh hỏi nè, tới phiên Ok. anh hỏi nè, là em đã test cái ấn đó hay chưa? Em đã Cũng test muốn trên test những đấy con nhưng đam mà DOT hay chưa trước khi em vô hỏi? em có muốn test rồi nhưng mà kiểu đam nó không ổn định nghe, nên là em không rõ nữa. Rồi, ok, xong rồi đó, người đầu tiên đơn giản vậy thôi mấy anh em, trời ơi. Ok, em cảm ơn Rồi em. xong nha, rồi ok. Rồi mạnh tắt mic đi em ngồi trong đây cũng được, nhưng mà tắt tắt mic đi, rồi tới phiên mạnh nè. Vẫn như cũ, Hello. giới thiệu trước em. Em là Mạnh, em cũng mới chơi nhưng mà em muốn hỏi về cái siêu tự kiện của con Không, hay mới chơi máu. server nào? Bây giờ mới Con chơi có hai loại server, em mới chơi không có co đi sáu cây trăm và anh mới ơi, chơi có co đi cây. sáu trăm anh ơi, 600 rồi mới chơi, còn như là còn co đi không có co đi cây. Rồi hỏi đi em. không có đi cây. Hiện tại thì đang có một con MK ở quốc cường hai với một con xương rồng, Rồi. mà em bị thiếu, em bị hụt mất hai đá lên bóng. Giờ không biết có nên lấy siêu tự kỷ trước xong rồi mình đáp hai đá vô sau hay không, do em không biết nó mạnh hay không mà em chưa test thử. Là bây giờ là em đã có hồn của đen bóng rồi, đúng không? Có hai hồn luôn rồi, Có hai hồn luôn. Là em nói chưa quay xong móc 180 hay là quay xong rồi? quay xong rồi Ôm quay mới xong rồi mà thử. tại sao thiếu con đen bóng được? Là em có đen bóng ở quá trình một chưa, hay là em lấy đá em đắp vô con MK trước? Đã quay con MK trước ở quá trình 2 rồi. Rồi xong rồi tự nhiên em Ơi quay con em đen bóng hết đang 180 một con giấy mà sao Sam nữa. không không đủ đá nâng con đen bóng được? Có một em có nâng một con Sam nữa. Mà Sam tại sao siêu em không kỹ nâng con nữa. đen bóng trước mà đi nâng con Sam? Không, lúc em nạp lấy con MK là em nâng luôn con Sam rồi. Rồi nâng luôn con Sam rồi rồi tự nhiên em quay xong con đen bóng rồi bây giờ em có con đen bóng trong mặt chưa? Có con đi bóng rồi nhưng mà thiếu mất hai đá nên chưa lên được. Thiếu hai đá lên ở quá trình 2 đúng không? Không, thiếu một đá, em xin lỗi, thiếu một đá rồi. Thiếu một đá lên ở quá trình 2 đúng không? Một đá lên ở quát cầm một đấy anh. Mày lại vô lý nữa, tao hỏi mày nè, quay một con tướng 180 giấy thì làm sao mà em thiếu con đao, em thiếu con tướng nó được? Em quay không là em ăn bảo hiểm không? Cái bảo hiểm nó đã cho em ba đá rồi, đúng không? Từ Bảo hiểm là ba từ đá rồi, em quay kiểu nào nó cũng phải cho em thêm một viên, thì em kiểu nào em cũng nâng lên được một con đen bóng. Vì cái viên đá kia em đắp đi con nào, em chỉ đi đắp tào lao con nào mới thiếu đá thôi, chứ tự nhiên em mới quay con bóng đen bóng sao mà thiếu đá được? Là em đi nâng con nào, thấy chưa? Em thấy bị lạ chưa? Quay 180 giấy là em sẽ bảo hiểm được một con, là bình thường nếu như xui là sẽ đúng bốn đá một hồn là em lên được con đen bóng ở quách kình một, mà tại sao giờ này em chưa có con đen bóng ở quách kình một, đúng không? đúng. Ủa mạnh Dạ chắc một đá em đáp vào con Sam em thức tỉnh sao lên chắc rồi một em đá rồi nạp. con Sam? Là em nâng, em kêu em mới nâng con Sam trước đó là đầu tháng, em là con điên bóng mới quay cái 8 ngày cùng anh ơn điên bóng nha, là quay con tướng, chẳng lẽ em quay ra hai hồn em không ra viên đá nào mà làm gì có câu chuyện đó? Nhớ lại đi mạnh, nhớ lại đi mạnh ơi, trời ơi Cho một tí anh ơi. sao mà em quay 180 giấy? Em đã quay xong 180 giấy luôn đúng không? Đúng rồi. Quay 180 giấy thì phải có con tướng chứ. Trường hợp cấp cứu mấy anh em ơi, cấp cứu mấy anh em ơi, SOS. Cứu mạnh mấy anh em ơi, ấn một để cứu mạnh mấy anh em ơi. Em có thể like cái ạc em lên lên màn hình này luôn, biết like còn không? Đây. Like cái ạc lên Đây luôn. đúng không anh? Đúng rồi, em like Ừ. được cái ạc thì em like lên luôn.
Đây đúng anh, đây anh. Đúng rồi, rồi anh thấy màn hình em rồi. Đây. Một con Rồi đang lót vô MK. màn hình. Rồi bây giờ em thuật lại từ đầu cho anh đi, là em quay em vô móc quay con điên bóng. Em quay xong 180 giấy rồi là nó rớt cho em cái hồn cuối đúng không? Đúng rồi. Ừ thì anh hỏi em quay một con tướng em đếm trong cái bảo hiểm bao nhiêu viên đá? Một viên, Một, hai, hai, ba. ba viên. Ừ, ba viên. Em quay hết 180 giấy kiểu nào em cũng dư thêm một viên nữa, vậy một viên kia ở đâu mà giờ này em thiếu con điên bóng? Em đắp vô con nào? Em phải nâng con điên bóng chứ, em quay xong là đủ đá luôn mà. Đây anh. Em quay xong là em đủ luôn mà, tại sao em thiếu viên đá? Đó con nào ta? Trời ơi, em đắp con nào ta mà giờ này ngày thứ 8 mà em không nhớ. Acc này một mình em chơi hay là em chơi chung với ai? Hai hai người chơi chung anh à. Rồi hai người chơi chung em đi hỏi người kia. Một con tướng quay xong là nó luôn luôn mặc định luôn là trường hợp là em chỉ dư ra một đá là năm đá một hồn tính cả bảo hiểm. Trời ơi, nạp tôi thấy nạp vô đây mới nạp thêm 2 triệu nữa mà chơi cái kiểu gì vậy? Nè, một con tướng là em là ba đá đúng không? Một con tướng ở Awaken 1 nó sẽ yêu cầu em là 4 viên đá, một cái hồn. Thì em quay hết 180 giấy thì kiểu nào em cũng được đủ 4 viên đá hoặc là dư một viên đá dư một hồn luôn để lên được một con tướng nha. Vậy là cái người thứ hai của em đi nâng câu nào rồi chứ không thể nào mà thiếu đá được. Dạ. Em đi chết lại con Sam hay là con MK rồi đó, em đi nâng con nào nó phải thiếu một viên là cái người kia đi lấy đi nâng con Sam hay là đi nâng con MK hay thứ gì đó chứ không thể nào thiếu một viên được như mạnh. Tại vì nguyên tắc của con game Vâng. này là quay đúng 180 giấy là em sẽ được một con ở Awaken 1 đủ 4 viên đá và một cái hồn ở mốc 180, còn trong trường hợp dư ra là dư thêm một viên đá hoặc là dư một cái hồn nếu em hên nha. Rồi ok chưa, là kiểm tra lại cái người người thứ hai Vâng. kia nha, kiểm tra lại người thứ hai kia chưa. Rồi Dạ vâng, để rồi ok, bây giờ nhưng tới phiên mà anh em hỏi phải lại vừa nè. hỏi vị cái siêu thị con đem Không, bóng. em hỏi một cái thôi, em hỏi một câu, giờ tới phiên anh hỏi lại chứ, phiên anh hỏi lại chứ đúng không? Em hỏi xong Vâng. vụ đó rồi, giờ tới phiên anh hỏi lại là em đã biết chơi con game này chưa hay là em mới tìm hiểu con game này thôi, và cái người kia có biết chơi game luôn hay chưa? Ông em thì cũng chơi cũng hơi lâu một tí, do lúc trước là em chơi mấy server đầu xong rồi em nghỉ một khoảng lâu ấy anh. Nhưng mà chơi thời đầu là lúc đó em chơi XR cộng chưa? Chưa Chưa XR mấy cộng. Rồi R ông chủ mới, ông chủ mới của ông mà ông chơi chung với em mà ông mới chơi 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 lần nào chưa? chơi ổng cũng chơi rồi, Ông cũng chơi ổng rồi chơi mà server trước chơi chung. chơi server trước mà chơi trong thời XR cộng luôn đúng không? Dạ vâng. Mà bây giờ tại sao là hai người hùng tiền vô nạp mà sao bây giờ là bị quay xong một con tướng mà ở Awaken 1 mà bây giờ em còn hỏi là tại sao thiếu đá được? Là đã quay xong con MK nè, đã đó đã có ba con rồi, con MK một con rồi nè, con xương rồng một con nè, bây giờ tới con đen bóng tự nhiên bây giờ tại sao phát sinh thiếu một đá? Ừ, để em chết lại một tí. Ừ. Rồi ok chưa? Dạ Em vâng. ơi, Nó trong nghỉ em ạ, sao lúc bay? ông đi ra chỗ khác ông Hà. Chỗ đang nghiêm túc chỗ ông Hà ơi. Rồi đó, trường hợp đầu tiên đó xong rồi đó. Đó bây giờ mấy em vô hỏi đi. Rồi xong chưa? Em còn muốn câu hỏi nào nữa không? Em còn Vẫn muốn chưa hết gọi được cái là siêu kỳ kỳ của con đen ha thôi. rồi cái suy nghĩ con đen đúng không, mà bây giờ em chưa có con đen sao anh giải thích được đúng không? Không, em muốn hỏi về nó để có gì em lấy trước luôn. Rồi Thôi em kiếm một đá nữa là em lấy luôn anh. một đá nữa là bây giờ em hỏi suy nghĩ con đen mạnh không. Đối với một server mới như em là server 600 là chưa có co nha, chưa có co, thì cái việc mà em lấy suy nghĩ con đen bóng là ngon, là cực kỳ mạnh, tại vì suy nghĩ của con đen bóng nó sẽ tạo máu cái hộ thể, cái máu màu tím tím đó, cái ô chấm 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 nhỏ đó, thì nó sẽ tạo cho hai cái đồng minh cùng hàng, thì thực sự rất là đáng lấy và rất mạnh luôn đó. Ok, tại vì anh thấy mới nạp, anh thấy mới nạp thêm mình như 2 triệu nữa cho trong thư đúng không, thì lấy vô tư, nhưng mà không cần lấy liền nha, nạp đều từ đây, nó có gói nạp đều mở gói là nạp mua gói thôi, đừng có mua liền bằng đô, mua gói là từ đây tới hết cuối banner siêu kỹ sẽ đủ để tiết kiệm thêm chi phí. Là chỉ cần mua giờ mua gói xong kiếm thêm một đá là được đúng không Mua gói là kiếm thêm một đá nữa, mà một đá trường hợp em đã nạp xong gói 2024 chưa vậy? Em chết cái sự kiện 2024 chưa, cái sự kiện mà nó cho một cái rương tự chọn anh hùng quái nhân á. hết rồi anh ơi? Rồi vậy thôi, em mua thêm một đá 600 ngàn ở trên trên bay thôi. Hình như bây giờ nó chưa bán đâu hay sao á, không biết chừng nào nó bán nữa.
Bây giờ em phải liên hệ với cái người chơi cùng với em đi, là coi thử thôi một viên còn lại của con điên bóng ông đi làm cái gì nha. À rồi, là một viên đó là trước khi con đem bóng là đang định là không có ý định lấy đem bóng nên là chỉ quay lấy một đá xong đơn sang thôi, nhưng mà cuối cùng BK không lại nên là lấy thêm một đá, lấy định lấy thêm con đem bóng mà thiếu mất đá. Rồi ngừng, em ngừng câu nói của em đó, mọi người kênh chat nghe rõ chưa, là không định lấy con điên bóng để chơi con Sam, là lấy đá đi nâng con Sam, quay xong con điên bóng rồi đúng không, là quay xong con điên bóng rồi là lấy đá đi nâng con Sam để chơi trong meta, là không định nâng con điên bóng đúng không, mà đi nâng con Sam để chơi con Sam đúng không, rồi xong ăn hành quá bây giờ mới quyết định lấy đúng không Dạ đúng rồi. đó. Rồi mà anh hỏi em nè, cái người mà tư vấn á, là ai ai là người tư vấn cho cái vụ mà chơi siêu mới mà lấy con Sam làm đâm chính? Không sao thì em không lấy, em kêu là lấy MK ở Watch 1 thôi, nhưng mà cuối cùng thì lấy MK ở Watch 2 xong rồi lấy xương rồng để đi PvE. Trong Sam thì em thấy người ta chơi nhiều nên là cũng lấy. Nhưng mà xương rồng có siêu tuyệt kỹ không? Nhưng mà không siêu tuyệt kỹ thì đi PvE thôi anh ơi. BV mà không có co không siêu tuyệt kỹ sao đi? Em đi tháp hiện tại em đi tháp, em đi em cảm thấy không có siêu tuyệt kỹ, em thấy yếu không? Mà ai mà em là ạt hai người cùng nạp đều là 50-50 hay là bên kia nạp không? Em chơi. Bên kia nào không? Em chơi thôi đúng không? Điều, À, vâng. vậy thôi bên kia chịu rồi, vậy là bên kia toàn quyền quyết định rồi, anh không ý kiến. Anh tưởng đâu em hai bên đều nạp 50-50 thì anh đầu tiên nha, anh đưa ra hai lời khuyên. Đầu tiên là xác định lại lối chơi, là con Sam chơi siêu mới nó không có co, nó cực kỳ yếu, ai cũng có thể chơi được con Sam. Con Sam mạnh không? Mạnh, con Sam mạnh cực kỳ, nhưng quan trọng phải có đồ. Mà đã con MK2 rồi đang dồn đồ cho con MK, nó là đồ tấn công, thì tại sao không chơi con MK làm đâm chính luôn đi mà còn nuôi thêm là con Sam làm gì nữa? Bản thân em thấy con Sam đi PvE nó có mạnh hay không, em là người trải nghiệm em biết. Cái thứ hai nữa, thay vì đầu tư con Sam, tại sao không lấy số tiền đó đầu tư siêu tuyệt kỹ cho con xương rồng đúng không? Siêu tuyệt kỹ cho con xương rồng cực kỳ mạnh đó, siêu mới mà em còn siêu mới 600 không có co nữa, ạc này đang top 1 hay top 2? Không, ạc này không phải top 1 được, ạc này chắc là top 3. Ạc em top mấy trong silver? À, em nếu tính anh muốn họ về lực chiến hay là Lượt chiến lại nạp PK? luôn. Lực chiến thì đang top 5. À, top 5 trong silver mà nạp như vậy, anh thấy mới nạp thêm 2 triệu nữa mà tại sao không lấy siêu kỹ con xương rồng mà ý định bỏ luôn con điên bóng để chơi con Sam? Và bây giờ là thôi, bây giờ lỡ rồi thôi. Đầu tiên nha, anh khuyên cả hai người chơi luôn nha. Đầu tiên em với lại ông anh đó tìm hiểu về những con tướng khi mà trước khi mình lấy. Với lại ở siêu mới con điên bóng con Sam á là nó là tướng thế hệ cũ rồi nha, anh nói điện lại hoài, con Sam nó là tướng thế hệ cũ rồi, lấy chỉ mang tính chất sưu tầm ở thời điểm hiện tại thôi, siêu mới không có chơi nổi con Sam nha, siêu mới không có chơi nổi con Sam. Mà đã có con MK quá trình 2 rồi mà làm gì mà khó khăn mà đắp vô thêm con Sam làm cái gì, thì bây giờ đã lỡ nạp rồi thôi, bây giờ tìm hiểu ráng lấy con điên bóng cho xong, tại con điên bóng nó sẽ rất là mạnh. Ở trong meta sau UR thì muốn lấy con gì lấy, nhưng mà tìm hiểu là đắp đá cho kỹ nha, để meta sau là đá đỏ nha. Ok Dạ vâng. rồi, tìm hiểu game là cho kỹ một chút, tại vì bên kia là đầu nạp, em chỉ là đầu chơi thôi, thì em đi hỏi để tư vấn chơi lại nói là chủ ạc, tại bên kia người ta nạp tiền người ta muốn chơi sao không chơi. Ok ha, Dạ vâng. rồi xong nha. Rồi Yes ai đấy, đơn giản như tôi đó, giờ vui không, thấy cứu vớt được cho một bạn chưa, hay thấy hỗ trợ được cho một bạn chưa, trời ơi mấy em vô hỏi đi. Rồi, cường muốn hỏi gì không, em xuống ngồi nghe thôi, vô đây là phải hỏi nha, ông Đó, hỏi lên cũng nhiều trên ngồi nghe chuyện. bắn súng nha, Cũng nhiều chuyện mà. nhiều chuyện lên trên đi em, chỗ này chỗ ngồi đây mày lái mà Ok. Ngồi nghe được không? được, lên lái nghe đi, hơn ngồi nghe, ngồi đi quản lý ngồi đi. Ok, cho nghe, cho nghe nha. Rồi giờ còn ai nữa không? Rồi lâu lâu mới có cơ hội nha mấy vị thanh đại, lâu lâu mới có cơ hội nha. Rồi Aris Storm, rồi rồi đây đây Aris Storm, ví dụ tắt mít tắt loa à. Alo, Nghe alo. Ừ, hắn ơi, tôi bảo giới cái thiệu đừng đứa. han ơi, tôi bảo tôi ông không quen, giới thiệu đúng server nào chơi, server top nhiêu, lượt chiến nhiêu, hỏi gì, một câu hỏi một câu trả Xin lời, đúng một câu chào, xin hỏi. chào toàn thể anh em xem live stream nhá. Tôi là server S01, top 3 server.
My name là Looper. Alo. Nghe đổ vớt nhây đi con đỉ. Cái có đổi được mảnh vẫn đang vàng sang mảnh vẫn đang đỏ không? Rồi. Một câu duy nhất đúng không? Câu hỏi đúng không? Có đổi được mảnh vẫn đang vàng sang mảnh đang đang đỏ hay không? Thì cái lúc ở bên Silver Chung ra trong sự kiện con Tatsumaki là clip đầu tiên tôi có quay, thì trong đó khi mà tôi chỉ chết là tôi chỉ thấy nha, cái này là tôi thấy, mấy em nào có thể coi lại video cũ là tôi thấy chỉ tới cái ô là chuyển đá đỏ nha, chuyển đá đỏ sang thì nói chung là tôi chỉ xem ông chuyển đá anh hùng hai rồi. Đá anh hùng sang đá anh hùng đỏ thôi. Rồi còn cái bên là chuyển mà mảnh bản năng thì tôi không biết, tại vì đợt bên Silver C tôi hỏi mấy em rồi, mấy em cũng không để ý hoặc không nhớ là không biết. Ui, vậy thì Silver C là Silver gần nhất với mình, thì tôi hỏi mấy em là mấy em kêu không có, hoặc là mấy em không quên không có nha, đặc biệt là gần nhất là Silver C hoặc là Silver đài thì mấy em kêu không có nhớ, tại vì lúc đó chỉ đổi đá thôi, còn mảnh thì không có biết nha. Rồi xong, bây giờ tới phiên tôi hỏi lại nè, xem clip hay chưa vậy? Xem clip cái đợt mà lần đầu tiên con Tatsumaki UR ra bên Silver chung tôi có review. Em chưa? Rồi, thế ok. Thì tôi bảo tôi nhớ hay ông chỉ xem đến cái đoạn đổi không, tại vì tới lúc đó là hết rồi, lăn chuột tới lúc đó nhiêu đó là hết. Đấy, lăn chuột tới lúc đó là không lăn xuống được nữa. Ừ thì đấy thì mới cái đoạn clip bảo là ông bảo là tích hai viên đá anh hùng đổi thành một viên đá đỏ đấy, hai viên đá vàng đổi thành một viên đá đỏ đấy. Đó. Là Silver thì... là nó như vậy thôi. Thì có nhiêu tôi lăn hết mà. Ok, xong nha. Thế thì ok, tôi mới hỏi là xem là có đổi được mảnh vạn năng không, không đổi mảnh khỏe hơi khoai nhỉ. Không, tại vì mảnh vạn năng á, mảnh vạn năng là nó bán. Nó bán tại vì nó bán bằng đô, hình như là hai mấy đô một mười mấy hai mấy đô một mảnh á. Nó bán nhưng mà bán mảnh vạn năng chọn của con tướng đó luôn chứ không không có chứ chọn lúc đó là không phải nó bán mảnh vạn năng mà là cái bán nó bán cái mảnh năng luôn, mảnh hồn á chứ cùng mảnh vạn năng nó không có bán, tại vì mảnh vạn năng là nó bán trong năm gói combo, năm gói là bán 120 mấy đô á. Nó bán trong sự kiện hồn lòng gỗ cái xuống nước nóng á, tôi có review rồi. Ở bên Silver chung giờ hiện tại đang có nè, nó bán bằng đô chứ nó không có trao đổi đâu, đổi gì thì dễ quá, mấy ông năng tinh thông UR chơi sao lại. Rồi. Ừ, cũng có lý nhỉ. Ok, còn Silver Việt Nam có hay không thì không biết. Nha. Ừ, ok ok. Ok, rồi. Rồi, thí sinh tiếp theo. Rồi, đó vậy thôi. Đó thấy không? Mấy em thấy đơn giản không? Trời ơi, lâu lâu có chuyên mục viewer hỏi Hi Han trả lời. Rồi, tiếp tục. Ares Storm với lại Milan. À, dạ, anh ơi. Rồi, nghe. Em à. Nghe, nghe. Dạ. Em người chơi cũ ở server 0B ạ. À. Rồi, chung server với nè, anh Hà luôn. Dạ, ý là sau khi em lấy luôn con viên bóng với lại siêu được kỹ đó ra, em còn ít dí quá, mẹ cũng còn có 2-3 tháng mẹ táo con Sonic UR ra. Nè. Hey. Rồi, sao nữa? Dạ, ý là em táo khúc đó là em nên tích tất nhí đỡ lấy luôn con Sonic UR hay là em lấy con viên tôm bắt chơi em còn dư một hồn á không? Là em đang 1.5 đúng không? Dạ 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 đúng rồi. Em đang 1.5 thì thôi chơi UR đi em. Nhiều câu hỏi này hồi chiều anh cũng mới tư vấn nhiều bạn xong cũng có nhiều rất nhiều người gãy khi tham lam con đen. À, tại vì con đen em lấy về em chốt là ạc mình có đu tớp không? Nếu như đu tớp á thì câu chuyện là giờ anh hỏi em đúng không? Nhà nhà lúc đó là chuẩn bị là Sonic. Ra con Sonic, đại con đen bóng nó sẽ combat trong tháng con Sonic đúng không? Là trước đó đã ra con Tatsumaki UR rồi. Rồi tiếp tục nữa là con Sonic UR mà ngày 15 của tháng Sonic mới quay được con điện bóng, ngày 12 chứ là giữa tháng, gần như giữa tháng. Đúng không? Thì chuẩn bị qua tháng sau nó tới con G4 rồi và tháng tiếp theo nữa nó tới Siriu với lại Boros rồi. Thì bây giờ em sẽ là người quyết định em muốn chơi SR cộng tiếp hay là chơi UR. Tại vì cái lúc mà em quay con điện bóng ra, anh nói lỡ trong trường hợp mình xui rồi sao? Đúng không? Trong trường hợp mình xui mình đang bảo hiểm rồi sao? 180 vé nó bằng một con tướng UR, nó bằng một con Siriu, nó bằng một con G4. Anh nói bây giờ câu chuyện là không siêu thị kỹ đi. Thì bây giờ em quay một con đen bóng ở Wacken 2 mà nó dư cho em ra ba cái đá vàng, rồi em làm gì giờ? Mà trong khi đó cũng 180 vé đó, em lấy thêm một cục được con tướng UR nữa, anh nói ví dụ như con G4 đi, đặt nó vô đồ hình là nó đã mạnh rồi. Hoặc là con Sonic, hoặc là có thể là em có thể lấy được những con ở phía sau, kính, bơm, chạy. Đó. Đơn giản vậy thôi, đó là em quyết định em sẽ chọn là chơi SR cộng hay là chơi UR. Tại vì khi mà con đi bóng nó lên ở Wacken 2 thì nó là gần như là UR luôn rồi. Nhưng mà nó là đá vàng, anh nhấn mạnh nó là đá vàng và nó rơi vào tháng của kháng con Sonic là tháng UR. Em có đủ sức, em chấp nhận khi mà trong trường hợp em xui, em ăn bảo hiểm hay là không. Đấy, vậy đó là em chọn, cái này anh đâu có tư vấn được. Theo góc nhìn của anh là anh chơi UR. Tự nhiên bây giờ con này con hết SR cộng rồi, nhà nhà người ta cho UR, tự nhiên mình đi quay SR cộng mình đưa ra ba viên đá để làm cái gì?
không? Nếu như bây giờ em cần lấy, em chấp nhận là ừ trong đầu em an ủi rồi, bây giờ trong trường hợp mình xui mình nâng bảo hiểm đi, thì mình đi lấy cái đá đó, mình đi lấy cái viên đá đó để mình nâng mấy con khác, để mình kích tượng kích đồ kích duyên lên để mình nâng UG sau này thì được, nó tùy em lựa chọn thôi. Ok. Yeah. Rồi bây giờ tới phiên anh hỏi lại là em đã định hướng được đội hình trong tương lai em cần con nào hay chưa, hay là bây giờ chỉ thấy người ta chơi con điên bóng ở Quách Cần 2 mạnh quá và cứ tập trung vô con điên bóng. Em cũng chưa định hướng lắm đó, thấy giờ em mới. Rồi bây giờ nha, anh khuyên là em nên định hướng chốt đội hình cho mình chơi trong Meta UR, em xác định em chơi con nào rồi mới tiếp tục câu chuyện là mới lấy con nào được. Tại vì khi mà em định hướng đội hình, em định hướng được đội hình thì em mới chuẩn bị cái vé CQ, hoặc là trong trường hợp xấu nhất em sẽ bù con này bù qua con nào đó ha. Ok, định hướng đội hình trước, mình chốt đội hình mình chơi con nào trước. Ví dụ như là mình chưa có tóc mình chọn tóc, mình chưa có đam thì mình chọn đam, mình đã có tiền bóng mình có tăng rồi thì mình không cần tăng nữa. Ok. Dạ. Yeah. Rồi xong nha. Rồi tiếp theo bạn MT5 gì đó, tiếp tục bạn MT5. Alo, chết mít, chết mít. Alo em ơi. Alo. Alo. Chết, còn bạn khác không? Ông này ông mở mít lên, ông ngủ quên luôn rồi mấy không? Anh em nào muốn hỏi tranh thủ đi nha. Trời ơi, hôm nay lâu lâu mới có chuyên mục đó nha, chứ không phải hôm nào cũng có đâu nha mấy anh em. Trời, nãy giờ cứu được biết bao nhiêu ạc rồi đó. Nhanh nha, tôi đóng cửa nghỉ nha. Thôi nhanh nha, đóng cửa nghỉ nha. Tôi tư vấn lóc ạc của người ta, tôi tư vấn nha. Mấy anh em còn tôi cho 14 phút nữa đi, 10:20 tôi đóng nha. 10:20 đóng chuyên mục nha, là không hỏi gì nữa nha. Hỏi rồi tôi trả lời là ừ anh ơi có nên lấy sự kỹ gì nữa hay không, mà tôi trả lời là có hết đó nha, không có tư vấn nữa nha. Mấy em còn 14 phút. Hôm nay là tôi có tư vấn, nhận tư vấn ạc cho người ta, tôi hẹn rồi đó. Mấy em nhanh nha, 10:20 đóng cửa nha. 10:20 đóng cửa nha mấy anh em. Chờ lâu lâu có chuyên mục viewer hỏi thì anh trả lời, mấy anh em biết tận dụng là mấy anh em dở nha. Đó, mấy anh em thấy không? Mấy anh em vô hỏi rồi nhiều người ta khai sáng được nhiều vấn đề thấy không? Trên tôi hỏi đi mấy anh em. Tự nhiên vô trong đây tắt mic tắt lo gì hết. Còn ai nữa không? Hu, 178 con người trên kênh chat, ai vào được Discord? Ai còn hỏi gì nữa không? Mấy bạn còn 13 phút. Alo mọi người. Rồi anh nghe. Mic im hơi rè nhưng mà anh nghe được. Nói đi em, giới thiệu trước là cũng là người chơi mới server 134 này, cùng server anh Đào đấy. Rồi sao lại là người chơi mới được, mà server nó cũ quắc rồi. À, em cũng mới chơi lại à? Được mấy năm thôi anh ạ. À, mới chơi được mấy năm rồi. Ok rồi, cứ hỏi đi. Em hỏi câu là con G4 ấy thì là không, lấy G4 anh không trả lời, xin phép em mà thì nó có cần Tatsuma Kim. Anh xin phép anh không trả lời, tại vì em hỏi hơi xa quá rồi. Con G4 mà từ đây em đếm thì còn bao nhiêu tháng, bây giờ mới tháng 8 mà. Con G4 phải gần cuối năm, bây giờ đâu, bây giờ mới tháng 3. Con G4 còn 4 tháng nữa mới tới con G4 thì sao trả lời được G4 em. Giờ em hỏi G4 chút nữa người ta hỏi chạy, hỏi Siriu rồi sao? Sao anh trả lời? Đang hỏi về chủ đề xoay quanh con gần nhất thôi. Phải đến lúc đấy mới đủ vé siêu không. Trí cho mày lại xạo sao mà chơi đó xin vào đó gần như ít nhất là cũng nạp ít nhất cũng 400 hoặc là cũ mỗi tháng thì tầm là gần như đều, sao mà tới lúc đó được. Nếu như mà tới lúc đó thì tới lúc đó em hỏi cái chay ạ, cái chay thì tới lúc cái đó chay, hỏi bây giờ cái câu hỏi con G4 á là em hỏi anh trong tháng có con Sonic, chứ bây giờ đang tháng con điên bóng, chủ đề con điên bóng đi hỏi G4 sao trả lời được. Chứ bây giờ anh hỏi em giờ về đi hỏi rồi về quân điên bóng nha. Rồi hỏi đi, chốt một câu thôi nha, chứ không thôi là hết cơ hội nha. Một câu hỏi nó liên quan chủ đề gần nhất là sắp tới là con Tatsumaki thôi. Vâng. Vừa em thấy có bạn hỏi sự ký điên bóng ấy thì là em thấy ở server cũ này không nên lấy, thì là
có ai đấy mà khỏe quá không? Sao em hỏi mông lung quá vậy? Là em đang hỏi về bản thân em hay là em hỏi giùm cho mọi người em đang muốn cái gì? Em hỏi là ví dụ như bây giờ ở cái siêu thị kỹ của đen bóng nó có đáng hay là không, hay là đối với ở server của em hay là đối với bản thân em? Vâng, ở xe vợ em ấy thì nó có đáng lấy không ấy? Là bây giờ nếu mà đáng để lấy hay không thì chắc chắn như anh trong phân tích video trả lời không đáng, tại vì server của em quýnh bây giờ em quýnh cũng 10 lượt đúng không? Em quýnh cũng 10 lượt. Cũng 8 lượt này ạ. 8 lượt đúng không? 8 lượt là do em yếu á, là quýnh thắng người ta không phải là người ta quýnh em. Sau lực chiến kiểu của nick em ấy cùng lực chiến thì cũng tầm Là đấy em rồi quýnh ạ. ngang phân khúc với em á, là em cảm với 8 lượt đúng không? Là em quýnh vẫn được người ta. Thì bây giờ em có siêu thị kỹ đi Vâng. chăng nữa thì nó cũng nhiêu đó thôi, tại vì em đang chơi con DK mà đúng không? Đâu phải chơi con mực. Vâng. Em có hồi sinh không? Thế em có con 5 đầu ấy. Mà có năm đầu thì bây giờ nếu như mà có hồi sinh thì con điên bóng nó sẽ boost cho những con hồi sinh cùng hạng. Đúng Vâng, thế em suy nghĩ. không? Ừ, suy nghĩ. Tại vì bây giờ trong meta nó sẽ là meta thủ. Tại vì em phải coi hai đầu, một đầu em công là một đầu em thủ nó sẽ như thế nào. Nếu như em công người ta mà ok, ngang phân khúc ví dụ em 60 triệu lượt chiến, em quýnh với thằng 60 triệu lượt chiến chắc chắn là hai bên quýnh là được rồi, chứ còn mà khi mà em quýnh lên phân khúc mà 80 80 rồi gần như là 10 lượt. Đấy. Vâng. Đấy, ok, xong nha. Rồi lại Rồi anh em hỏi chào như anh. này nè. Dạ. Đã chơi ở server của anh Đào là chơi server cũ lắm rồi đúng không? Thì chơi Vâng. gần như là cày chay. Rồi đã chốt được đội hình cho mình cày chay chưa? Khi mà giờ này hôm nay là đã lấy con điên bóng xong rồi mà còn phân vân về vấn đề siêu thị kỹ nữa. Em thấy nó đẹp quá Đó. nên mong luôn. Thế chứ sao mà gì đâu mà tại sao chơi tại sao em chọn theo cái đẹp với lại gì? Bây giờ anh hỏi em nha. Em chơi con bây giờ em chơi con điên bóng, em quýnh cũng từ 8 lượt tới 10 lượt mới xong. Không thể nào kết thúc trong vòng 5 lượt được, tại vì chắc chắn em không có 10k, em có 10k không? Em không có. Em không có 10k, thì gần như đồ hình em mà đi đồ hình thủ. Bây giờ hai bên nó bắn qua bây giờ thì gần như con điên bóng mà nó maximum máu ít nhất cũng 8 đến 10 lượt, thì gần như là kiểu kiểu hòa hoặc là tính sát thương thì thua. Bây giờ em thủ nó sẽ khác mà em công nó sẽ khác. Thì bây giờ em lấy siêu thị kỹ thì em cải thiện vấn đề em công người ta. Còn mà khi mà bây giờ em không lấy siêu thị kỹ thì em thủ. Mà bây giờ đã chơi con DK thì em đặt con điên bóng vô cái việc em có siêu thị kỹ hay không có siêu thị kỹ cái đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nó vẫn full 15 chấm máu khi mà con DK cộng lên, em còn có năm đầu nữa. Thì bây giờ em chấp nhận em lấy siêu thị kỹ của con điên bóng về để làm gì? Để hồi máu cho hai con cùng hàng với nó khi mà nó chết được con năm đầu hồi sinh lớn. Ok. Nhưng mà Vâng, anh hỏi vâng. thêm một cái nữa nè. Em đã có zombie man chưa? Em chưa bút tốc nào ấy ạ, không Chưa có muốn bút tốc nào hết summit thì năng lượng đéo đâu mà con năm đầu của em hồi sinh khi mà em đối đầu với mấy con flash bên kia để cho con năm đầu em được hồi sinh. Năng lượng làm gì có. Em coi hết 10 tree. lượt Xe đúng vợ không? em cũng ít phải lát lắm ấy ạ. Đó. Thì bây giờ đi đánh mất năng lượng nó xóa ba năng lượng rồi làm gì có năng lượng để em hồi sinh. Chỉ có một mình con điên bóng hoặc con năm đầu nó xài skill thôi. Đúng không? Em coi kỹ em đánh chưa, coi kỹ khi mà khi em đối đầu với ngang phân khúc em mà em gặp flash thì flash chưa? Phân khúc em cũng không có flash anh ạ, toàn xương rồng. Toàn xương rồng vô khạc đúng không? Thì đi mà đánh BK thì vẫn đủ năng lượng cho con điên bóng con năm đầu dùng đúng không? Vâng ạ. Thì ok đó, thì khi mà em lấy siêu thuật kỹ con điên bóng về thì con điên bóng nó sẽ hồi sinh cho con hai con hai hai con bên hông. Ok, đau lộn hồi máu cho hai con bên hông. Vâng. Rồi rồi, rõ ràng quan điểm, chốt xong vấn đề. Con cũng cô bốn mới hỏi sao quá, cô bốn bây giờ không trả lời được. Vâng, em chào anh, đợi đến lúc G4 Không em không cần lại quay đợi, con G4 thì cứ thu tiền nó đơn giản thôi như nãy trên live. lại. Ok xong nha, rồi để cho bạn tiếp theo. Rồi còn ai hỏi nữa không? Hai bạn, bạn Minh NT với lại bạn không chat nha, tôi chỉ ngồi trên đây là tôi nói thôi, bạn hỏi trả lời tôi không có đọc chat nha. Mở mic lên nói chuyện không chat nha, không đọc chat đâu. Anh nghe em không? Anh nghe em không? Rồi giới thiệu đi em nghe. À, em mất mấy chừng em xem là 600. Rồi mới chơi server 600 đúng không? Rồi sao nữa? À, 601, 601. Rồi 601. Nhưng mà em thì không có khả năng nạp đều. Em chỉ lấy con xung là mới siêu tự kỷ thôi. Em mới Mà lấy là anh lần làm phen thân em mới lấy con nào anh không nghe rõ. xung rồng với siêu tự kỷ. Rồi ok, đã có xương rồng, đã có siêu thuật kỹ rồi đúng không? Dạ. Rồi ok, đen bóng có chưa? Em không có khả năng nữa Rồi. là em đã làm Rồi thêm bây giờ tiếp tục tiếp tức tục. tức là tới giờ thì nó lấy của anh hùng nhà. Bây giờ là em có nạp đều không? Không không. Không nạp luôn đúng Tức là không? kiếm. Dạ.
cái gần như là không nạp hay là nạp ít, xác định một là không nạp, không nạp đồng nào luôn. Không. Ờ, không nạp đồng nào luôn đúng không? Thì bây giờ trong meta anh Hùng bây giờ em tích vé nha, thì anh tính cho em nha, từ đây qua tháng sau là Tatsumaki rồi, hiện tại em đang còn nhiêu vé? Còn 30 vé. 30 vé đúng không? Vậy là chắc chắn em chọn Siriu siêu kỹ. Nha, Siriu siêu kỹ. Tại vì con xương rồng của em rất là hên á, nha, em rất là hên khi mà em lựa chọn cái con xương rồng đó. Anh cảm thấy anh không biết là có ai tư vấn cho em hay không, nhưng mà em lựa chọn anh xương rồng siêu. Anh tư vấn luôn đúng không? Là cô lai đúng không? Thì anh chúc mừng em. Em sẽ là một trong những ngặt trong server 601 đi giải PvE khỏe nhất trong tương lai. Và anh cũng chúc mừng em thêm nhiều nữa là những thằng trong server em, nếu như sau này không lấy xương rồng thì nó sẽ mất thêm 3,5 triệu ở trong vòng quay và 1 triệu nữa trong siêu kỹ. Là em may mắn khi mà em lựa chọn một con tướng đúng mạnh khi mà em đi tất cả mọi chế độ PvE ở thời điểm hiện tại ha. Rồi còn mà nếu mà để lựa chọn một con anh hùng là bây giờ em đã có một con quái nhân mạnh rồi, cái thứ em thiếu là gì? Là co, cái đội co chính đúng không? Em không có co DK đúng không? Đúng, em thiếu một co. Thì bây giờ con Siriu với lại con Boros sẽ gần co, thì em để dành vé từ đây cho tới lúc đó để lấy con Siriu. Nhớ nha, con Siriu nếu như có khả năng là lấy luôn siêu tuyệt kỹ cho anh. Vừa từ đây cho tới sẽ tích kịp, tại vì còn tháng nè, bây giờ nghỉ tháng điên bóng nè, một tháng nè, 30 đúng không? Ngày 12 mua được thêm 12 vé nữa, đâu mua được thêm 40 vé nữa, điểm danh nhận luôn 40 là 70. Rồi 70 cộng dưới tháng của Tatsumaki 80 nữa là 150. Ok chưa? 150 cộng dưới lại 150 cộng với lại tháng của Sonic 80 nữa là 230. Ok chưa? 230 cộng dưới tháng của con G4 nữa là 310. Ok chưa? G4 310 nữa cộng tới tháng của con Siriu nữa là 390. 390 trừ cho hai con liên tiếp là con Siriu 108, con Boros 180 nữa là 360 trong trường hợp mình đang bảo hiểm 180. Còn dư bao nhiêu? Còn dư là hình như là 30, còn dư 30 cộng với lại 80 tháng của con Boros nữa là dư lại 110 vé, rồi sau này định hướng tiếp nha. Ok. Chốt con Siriu với lại con Boros tại vì em cày chay không nạp cho nên là em tích vé cứ mỗi tháng em cứ tính 80. Rồi con trong trường hợp sự kiện nó phát sinh mấy vé lắc nhắc nó không đáng bao nhiêu đâu. Hai vé bốn vé thôi. À, tại vì em không có nạp cho nên là cứ tính mặc định, em cứ tính nhớ mặc định là một tháng là em sẽ có được 80 vé. Nếu như em cày chay và em cày chăm nha, trong trường hợp cày chăm thì em đầy đủ 80 vé mỗi tháng, thì tới lúc đó em sẽ có được gần như là hai con tướng mạnh nhất của meta là con Siriu siêu kỹ và con Boros. Ok. Rồi, ok. Được rồi. Xong nha. Cảm ơn. Rồi, không có gì em. Rồi, hai bạn tiếp theo, bạn Hải với lại bạn Minh NT. Anh nghe sao em lỗi không? Rồi, nghe rõ rồi, mic ngon em. Là em đang chơi server 600 là có con xương rồng và con đen A2 siêu tuyệt kỹ. Rồi. Thì em có duy trì lạc một tháng là 1,3 triệu đến 1,6 triệu. Rồi, ok. Thì em đã hỏi anh là sang order thì em nên lấy những con nào? Rồi. Con kinh 1 và con nào ở góc kinh 2. Rồi, bây giờ là đang anh hỏi nha, là mức nạp của em là trung bình cho cố định đi, một tháng cho anh trung bình nó tính là cũng 1,6 triệu đi, cho nó dễ nha. Rồi. Thì rồi, với cái mức nạp của em á, là tháng nào bây giờ em nạp đều là gần như tháng nào em cũng có một con ở quá trình 1 hết. Đều luôn nha. Đều luôn là em lấy được đều quá trình 1 hết. Nhưng tại vì em sẽ bị kẹt cái gì? Vì thiếu vé siêu kỹ. Đúng rồi, em đang nói về cái em thiếu vé siêu kỹ. Thì trong trường hợp bây giờ thiếu vé siêu kỹ á, thì em phải nên tìm hiểu cách nạp trên web bay. Ngày hôm qua anh có live, anh có nói về vụ đó nha. Nạp bằng trên web bay là cái nạp cái gói mà 7 ngày nó chơi gói mà 3 vé đen, 3 vé siêu kỹ á. Nó có 7 ngày hay là bao nhiêu ngày đó, em canh em mua gói đó nó sẽ lợi hơn rất là nhiều khi mà đủ em sẽ chích ra. Là khoảng cỡ tầm 1,6 triệu là sẽ đủ. Cái thứ hai nữa thì riêng mà nạp phân khúc đó, nếu như em quyết định lấy ở Awakening 2 trừ khi em hên, em nói là anh cực hên, em quay nó sẽ dưới con cỡ mốc 2,6 triệu, em nổ hũ sớm gọi là nổ hũ đó thì mới ăn được, chứ còn không thôi là cứ theo nguyên tắc thì tháng nào thay vì tháng nào em muốn lấy một con đúng không, thì em chắc chắn em phải nghỉ một tháng. Bây giờ em tính đi, một con nó sẽ là 180 vé đúng không, đúng không? Một con bảo hiểm nó sẽ là 180 vé. Thì nếu như mà em nghỉ một con cái móc bảo hiểm móc 300 thì em quay 360 vé, thường là ở mức trung bình nó sẽ là 360 vé là được một con ở Awakening 2. Thì em tính đi, em nghỉ một con thì qua con sau em sẽ đủ ở Awakening 2. Và để hỏi con nào nên lấy ở Awakening 2 thì con nào trong meta UR em đã bây giờ em anh trả lời xong câu hỏi của em rồi nha. Ok chưa? Giờ tới phiên anh hỏi em lại nè, em định hướng được đội hình em chơi trong tương lai chưa? Em sẽ lấy Sonic với cả Siriu Boros anh. Rồi, đó là em có câu trả lời hồi nãy là em nên lấy con nào ở Awakening 2 rồi đó. Ok chưa? Ok, đó rõ ràng đó. Bây giờ em nhịn tháng Tatsumaki thì em mới đủ vé lấy con Sonic 2.
em nghĩ em nhịn con G4 thì em mới đủ lấy con CPU 2 chứ. Ok, đó nó rõ ràng. Chỉ là em một tháng mà là không biết là sang UR là có mức 300 không? Sang UR có mức 300 hay không thì lúc đó anh không biết cái câu chuyện này của Vinagame, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có. Nha. Còn mà không có mức 300 thì cứ mặc định muốn lấy Awakening 2 là nghỉ một con. Nha. Vâng, tại em cũng muốn chơi cái đội hình nó xoay quanh con đen A2 cho nó búp siêu cường độ đánh đau. Rồi ok, đó vậy thôi. Nói chung là khi mà chơi em nạp cái ở cái mức nạp của em thì nó quá dễ rồi. Cứ nghĩ một con là đủ một con Awakening 2. Nha, kể cả không có mất 300. Nha. Rồi. Rồi ok. Tôi đang thấy bạn Minh đi. Rồi nghe. Anh tưởng đó. Dạ dạ. Em cũng đang chơi Silver 541. Đội em đang có con Seeking, con Sương Phong ở Battle 1 siêu cực kỳ. Rồi. Rồi em mới lấy con đen bóng, em mới nổ hũ con đen bóng được ở Battle 2 có 220 vé anh. Rồi rồi, tao biết rồi, không cần khoe thôi rồi, mày nói chủ đề chính đi. Tập trung chủ đề chính. Khoe. Dạ, em đang định lấy siêu cực kỳ của đen bóng mà em đang sở hữu sau này con Sunix với con Sủi anh, nên là không biết anh nên lấy không. Đầu tiên là em có nạp hay không? Em nạp một tháng bao nhiêu? Dạ em chơi kỳ chơi từ lúc ta tới giờ rồi anh, em chơi Silver anh em 41. Là bây giờ em đang còn bao nhiêu vé siêu cực kỳ? Dạ em hiện tại em tính luôn mua với điểm tranh là em đang có 68 vé anh. 68 vé mà em đang định hướng con nào? Em đang sau này order là em đang nghĩ em đang lấy con Sonic siêu cực kỳ với con Sủi. Không kịp. Siêu anh. Không kịp, em chỉ chọn được bây giờ nếu như em chọn điện bóng thì em lấy siêu cực kỳ Siêu. Còn mà em chọn con Sonic thì không kịp. Nó bị hụt tại em không có nạp. Nếu mà thí dụ em nạp vô là một tháng em nạp vô 400 để lấy cái gói siêu cực kỳ là kịp không anh? Ờ kịp, trời ơi 400 là dư sức em ơi. 400 thì em cứ tính nhẩm đi, 400 thì hai gói endgame là 12, hai gói web bay nữa là 10 thì đều em tháng 22 với đủ rồi, từ đây 2 tháng làm đủ, 3 tháng làm đủ một con rồi. Tiệt ra, chưa kể em nạp 400 em còn có đập chuột nữa, đập chuột xong rồi đập chuột còn ra dư giấy đen nữa, thiếu gì. Em còn mua thêm gói endgame nữa, 400 thì dư, trời 400 thì quá khỏe em ơi. 400 là tiệt ra nha. À, 400 là tiệt ra, 400 thì thôi đã đi, trời đã đen bóng một quách cình hai, trời thương cho 220 vé rồi. Người tướng nó chọn người rồi thì quất cho nó siêu tuyệt kỹ đi. Tướng nó chọn như vậy rồi, bây giờ nghĩ, bây giờ tháng Tatsumaki nghĩ đang nghĩ Tatsumaki rồi đúng không? Thì nghĩ Tatsumaki muốn lấy con Sonic thì lấy con Sonic thì nạp 400 từ đây tới đó đủ rồi, kêu cho đủ. Bây giờ tháng này mà không mà chưa nghe tháng này em mua xong em nạp 400 đúng không? Mà anh em nạp 400, bây giờ em nạp xong nha, cái đập chuột á, em đừng có đập, em cái đập chuột em chờ. Khi mà bây giờ em coi thử là em cần có tích lũy hay không, em đập rồi em dư kim cương hay đập chuột nó còn cho vé đen nè, cho kim cương nè, đủ thứ hết. Đó. Nha, nếu nạp 400 thì thừa. Nha. Xong. Ấy là mình ấy là nếu mà mình bảo qua tháng nay đầu là bắt đầu từ tháng 8 em mới nạp là kịp đúng không anh? Kịp, vẫn kịp. Tao nói rồi, cứ bây giờ tháng em nạp vậy là không là em có 22 vé rồi. Nha. Dạ, kịp. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, ok. Xong dạ, nha. Rồi, còn bạn nào nữa không? Cho mấy bạn 8 phút nữa luôn nè. Giờ còn bạn nào nữa không? 8 phút nữa không? Thôi rồi, tôi đi lóc mặt người ta, tôi tư vấn à. 10 rưỡi rồi nha, tối nay tôi chơi con Handed nữa nha. Tranh thủ mấy anh em. Trời ơi, hôm nay tôi có chuyện mục, tôi có mít, tôi ngồi, tôi tắt sâu với mấy anh em về. Mấy anh em tranh thủ đi chứ. Nha. Ai nữa không? Còn ai nữa không? Vui đi đòn à, vui đi đòn rồi. Chào mọi người, xin kính chào và chào anh, chào anh Han. Em là S461. Rồi, ok. Hiện tại là em đang ở trong top 20 và ngoại trừ hồi sinh và top ra thì em có đầy đủ hết. Rồi. Hiện tại là đang có 80 vé và 140 vé siêu tuyệt kỹ. Thì em đang muốn hỏi anh là liệu là em lên lấy Sonic và Sủi là hai xuyên thịt kỹ và lấy Borut comeback hay không, hoặc hay là bỏ Sonic lấy Borut với cả là Sủi. Là hiện tại em đang quay mới quay xong con đèn bóng đúng không? Đúng rồi. Mới quay xong con đèn bóng rồi thì bây giờ là em không có hồi sinh đúng không? Thì em chơi con đèn bóng thì em chơi cơ bản thôi, thì bây giờ khi em nạp một tháng bao nhiêu tiền, em có nạp không hay là chơi bình thường? Tại em cứ duy trì nạp 100 lấy cái gói 3.000 rồi. Nạp 100 đúng không? Là tháng đúng mặc định là 100 là nạp gói với tháng đúng không? Rồi là gói với tháng đó, đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Thì với mức nạp của em hiện tại em đang dư với siêu kỹ rất là nhiều.
Thì bây giờ em thứ nhất là em kêu là không có hồi sinh, không có bút tóc đúng không? Thì bây giờ cần cái gì? Cần bút tóc. Ở trong top 20 hiện tại là em đang nằm trong phân khúc cày chay không nạp. Thì khi mà em có bút tóc là em đang muốn đi BB rồi, bản thân em đang muốn đi BB đúng không? Tại lấy bút tóc là xác định cho đi BB nha, thì lấy Sonic siêu kỹ. Nha. Và khi mà lấy Sonic siêu kỹ xong, ở thời điểm hiện tại em đang là 80. Giữa tháng nó sẽ là 120. Giữa tháng nó sẽ là 120. Đầu tháng của con Tatsumaki nữa nó sẽ là 200. 200. Em lấy con Sonic nữa là trừ 180 ra. Anh cứ tính mặc định bảo hiểm 180 nha. Là còn 20. Thì không thể nào mà tới lúc đó em có thể là tới con Sirius là em phải đuối đó. Em lấy, nếu như em lấy Sirius em sẽ đuối con Boros đó. Nha. Anh nghĩ là em sẽ, nếu như mà em lấy Sirius chắc chắn em sẽ đuối con Boros, em phải lấy Combat. Thì theo bản thân anh nha. Theo bản thân anh co là đây là do lối chơi của anh nha. Nếu như anh tư vấn ở trên live đây thì anh là người chơi, anh là người chơi chắc chắn anh sẽ chọn Sirius anh lấy trước. Anh lấy trước Sirius xong co anh có thể lấy Combat cũng được, nhưng mà con Sirius phải có siêu kỹ, tại vì biết siêu kỹ em dư mà, trăm mấy chục chí lượng. Đúng không? 140. Là trên, nếu như anh bản thân là người chơi, anh sẽ lấy con Sirius trước, anh lấy co Combat cũng được, bên CVC người ta chơi mập. Em cũng có coi mấy anh làm clip bên CVC nha. Nhưng mà co Combat thì câu chuyện của em là gì, khi mà trong trường hợp lấy co Combat em đang không có kịp, nó ngợp lắm. Tại em nuôi một con tướng UR nó lâu, lâu cực kỳ lâu. Bây giờ em... trong trường hợp em lấy xong rồi, trong cái tháng đó nhà nhà người ta chơi con Boros, mà chắc gì trong cái phân khúc của em ơi, em có Sirius nè, em có Sonic nè, em đi BK ok, con Sirius của em tới lúc đó khi mà đã có co Boros đó là con Sirius nó bị giảm sát thương lại rồi thì đá không vô. Tại siêu vật cũ mà, em không siêu vật cũ nào là có năm đen bóng nè, rồi năm đầu nè nó hồi sinh nè, rồi phượng, rồi flash bên kia nó cũng có Sonic vậy, trong phân khúc của em người ta cũng có vậy. Thì câu chuyện mà nếu như em không có co thì em sẽ thọt 2 tháng rất là nhiều, mà tự nhiên em lấy Combat con Boros nó sẽ rơi vào tháng của con bơm, mà qua tháng của con bơm là tới phiên con King UR. Em thấy khổ không? Đúng không? Thấy khổ chưa? Rồi anh nói vậy thôi nha, rồi tự định hướng đồ hình lại. Đúng không? Là con King UR rất là ngon, chắc chắn kiểu gì em cũng phải lấy, King UR mạnh mà. Nói cho anh đang nói câu chuyện tương lai đó, thì để mà lấy con nào thì chắc chắn anh sẽ không trả lời, thì em hỏi xa quá. Nhưng mà anh đang phân tích trong trường hợp của em là em sẽ bị ngợp rất nhiều khi mà trong trường hợp em lấy co Combat. Tại vì co nó sẽ Combat sau 1 tháng rưỡi, là đúng 2 tháng đó, thì nó sẽ Combat lại, mà Combat là ngay tháng của con bơm, và sau con bơm sẽ là con King UR nha. Đấy, nhấn mạnh. Rồi, ok vậy thôi. Em cảm ơn ạ. Rồi, ok, cảm ơn em nhiều. Rồi, còn ai nữa không? Còn 4 phút mấy anh em ơi, 4 phút nữa đóng nha. Rồi, còn 4 phút mấy anh em ơi. Còn 4 phút nữa. À, anh đặt cái mic nó bị vang không? Có, anh gõ chạy dầu không mọi người? Tôi gõ chạy dầu, tôi bị quen tay đó. Rồi. Alo, còn ai nữa không? Chúng ta còn 4 phút nữa mấy anh em. Ba phút cuối cùng cho mấy anh em nè. Còn ai nữa không? Thôi tôi đóng chuyên mục nha. Tôi đóng chuyên mục nha. Lâu lâu mới có một lần thôi nha. Trời ơi. Là làm trong tháng này làm một lần thôi chứ không phải ngày nào không có đâu nha. Hôm nay là tại vì mua mic mới nên mới làm đó. Hôm nay là có mic mới cho nên mới làm đó. Chứ thôi là không làm đâu nha. Lâu lâu mới có thôi nha. Chứ sau này hỏi là mấy ông hỏi anh ơi, đen bóng có siêu kỹ lấy hay không? Ừ anh ơi, con bích cho Mimin có lấy hay không? Trả lời là có đó nha. Chứ tôi làm clip xong rồi mấy ông lên chê này chê nọ, rồi mấy ông kêu ừ tại anh Han nói này kia, mấy ông không lên hỏi rồi tôi không giải thích cho mấy ông hiểu rồi, khó chịu, mấy ông bị yếu gắng chịu nha. Còn 2 phút cuối cùng. Vô hỏi thăm sức khỏe tôi khỏi mấy ông ơi, tôi ngày nào tôi cũng khỏe, lúc nào tôi cũng trong trạng thái tràn trề sức mạnh nha. Nào, còn ai nữa không? Một phút. Em ơi. Rồi, hỏi đi em. Giới thiệu trước. Vẫn như cũ. Em là đang S510 đấy ạ. Rồi, server đặc biệt. Thì bây giờ thì đội hình em đang có kiểu con xương rồng này, con Ben 2 sư tử kỹ, con Flash, con Sam với này, con DK. Thì giờ em có nên dồn để lấy con Buri 1 không hay là thôi em? Buri 1, làm đang có hồn luôn á hả? Chưa có hồn đấy. Chưa có hồn là mà bây giờ em chưa có đô sẵn luôn. Em chưa có gì hết luôn đúng không? Đô thì... À chưa có. Em đâu có gì hết đâu, em không có đô, không có gì hết là em nạp. Em có nạp đúng không? Là một người chơi có đầu tư đúng không?
Có, em vẫn còn x2 đô thì Nếu mà em là một người có tổ độ là muốn chơi BD thì con BD thực sự là một trong những con tương lai rất mạnh. Trong tương lai thôi nha, ở thời điểm hiện tại thì nó hơi yếu. Mà hơi yếu mà là nó để mà nuôi được nó thì đội hình em phải đầy đủ điều kiện thì mới nuôi được. Và để mà số tiền lấy được con Tatsumaki á, ổ fan lấy con Buri á, em có quay Shizuki trước đó chưa? chưa ạ, tại em cũng đang Thôi vậy thôi bỏ luôn đi em, tính. trả lời luôn. Bây giờ Shizuki Buri qua rồi thì bỏ luôn đi em. Ở bên chi vào Việt Nam mình để mà comeback một cái Shizuki mà của một con tướng vòng quay á, mà khi mà nó đã qua rồi thì trường hợp nó khó lắm. Thì bây giờ số tiền nó để đầu tư trong Meta Uro đi. Con Buri Buri sau này nó comeback vòng quay thì lấy lại sau. Nha. Trả lời luôn. Nhưng mà cái sự được ít của con đấy thì bên Trung nó có bán trong cái suối nóng mà anh. Làm gì có. Xuống nước nóng là đang UR. Có. Xuống nóng là đang UR. Đó từ. Ngày xưa là nó comeback trong chi viện anh hùng cũ của nó. Ở thời đó nó quay chung với con Xương Rồng. Thì trong cái sự kiện nhà cầu nguyện của cái tháng đó có. Còn xuống nước nóng thì nó đang bên con UR là con Boros, lại con Sunic với lại con gì đó. Thì nó có trao đổi. Còn trong cái đợt Không, một đợt trước cũng à có ai ạ, một lần rồi. ở đợt trước thì chờ tới lúc đó. Xuống nước nóng là sự kiện sắp tới đó. Sự kiện sắp tới của Siêu và Việt Nam có thể nó ra đó, mà làm gì con Buri ra lại thêm tháng sau của em, đúng không? Tháng sau là tháng Tatsumaki. À, tháng sau là tháng Tatsumaki. Vòng quay là sẽ là vòng quay là ngày hết vòng quay hiện tại, vòng quay là ngày hết vòng quay là ngày ngày 19. ngày 9 tháng 3 là ngày mai. Thì phải phải cỡ 3 tuần nữa thì vòng quay mới nó mới ra. Mà không thể nào vòng quay mới nó ra thêm con Buri nữa thì nó sẽ ra con khác. Thì em phải chờ ít nhất 2 tháng nữa, 2 hoặc 3 tháng nữa thì con Buri nó mới ra lại con mới mới comeback trở lại. Hoặc là 4 tháng nữa thì chờ tới lúc đó em cảm giác em chờ được thì em chờ thôi. Hay là bản thân của em, nhưng mà anh nghĩ em quay con tướng về mà con Buri nó không có sự tỉ kỹ á thì nó hơi a đùi lắm, tại vì nó không có trốn được. Nó chỉ cô lập của hàng sau thôi. Cái mục đích của nó lấy sự tỉ kỹ về nó trốn, nó ôm, nó khống chế. Còn mà lấy về chơi thì chắc chắn là sẽ không có bỏ vô đội hình, nó sẽ rất là yếu, tại vì em 510 mà em vừa nuôi con đen nè. Em vừa nuôi con đen nè, nuôi con đen không đã muốn chết rồi. Đồ trang bị đâu có đủ chi cho mấy con khác đâu. Còn tăng tốp rồi nữa thì chơi, nếu mà chơi combo đen với tăng tốp nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với con đen với lại con Buri. Ok. Cảm Rồi, ok xong nha. Rồi, 10:31 rồi mấy anh em. Thôi hôm nay tôi đóng chuyên mục ở đây. Rồi, hôm nay là buổi đầu tiên của ngày thứ sáu, ngày 3, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì buổi đây là buổi viewer hỏi tôi trả lời, nó trả lời những câu hỏi khúc mắc của mấy anh em về tướng nè, về meta nè, về điên bóng nè, rồi về những con tướng gần nhất trong meta mà mấy anh em đang gặp phải. Và có thêm một cái trường hợp là cứu được một cái trường hợp là của em hồi nãy mà thiếu viên đá nữa. Đấy, thì câu chuyện là ở đây, khi mà mỗi tháng thì tôi sẽ mở chuyên mục này một lần, thì ngồi ra thì trong tháng này chừng nào tôi cảm thấy ok thì tôi mở thêm đó, mấy anh em hỏi tôi trả lời. Để tránh cái trường hợp đó, tôi nói luôn là trên đây là khi mà tôi làm một cái vấn đề gì đó ra thì tôi có rõ ràng để trao đổi với mấy anh em cộng đồng trực tiếp trên đây, mấy anh em hỏi tôi trả lời, chứ không phải là bản thân tôi tự làm, tôi tự biên tự diễn, tôi tự vẽ ra là người chơi nha. Đây là trường hợp của những bạn người chơi từ server mới nè, server cũ nè, hoặc là mới chơi, hoặc là comeback lại game, họ gặp những trường hợp đó và tôi lấy trường hợp đó ra để tôi chia sẻ cho mấy anh em và tôi làm clip phân tích. Rồi, ok, đó là những cái mà tôi chia sẻ với mấy anh em ha. Thì đóng clip ở đây, thì sau này tôi sẽ làm thêm những cái chuyên mục này thêm để cho mọi người hỏi và trả lời. Và mọi người đừng có ngại, đó có gì đâu, chỉ vô đơn giản là mọi người giới thiệu xong rồi mọi người hỏi tôi trả lời thôi. Tại vì mọi người chơi game nè, mọi người đầu tư thời gian nè, mọi người đã bỏ trên đây ngồi ngồi coi tôi là một sự ủng hộ vô cùng to lớn đối với tôi rồi. Thì tôi có quyền, tôi mấy bạn phải đòi quyền lợi là các bạn vô hỏi tôi trả lời. Thì coi như là tôi đại diện người làm con phát hành con game này thôi ở bên server chung. Đó, thì tôi đại diện tôi trả lời cho mấy anh em thôi. Ok chưa? Rồi, mọi người có ý kiến gì về cái này thì mọi người comment khi sau khi mà tôi đăng video này lên. Đấy. Rồi, ok. Rồi, giám đốc phát triển thị trường thấy sao về buổi talk show của ngày hôm nay? Sếp tổng này em là mắc sáo trong cả anh Là sao? chuyện đã anh Là sao phải từ? hiếu 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 viên đá tư vấn cho bạn kia hiếu viên đá Tư vấn rồi, nó tư mất vấn rồi, tư vấn rồi. là em là anh định hướng sách cho ca Ừ, anh rồi 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 rồi, có rồi, có rồi. Ta tự biết chứ còn sao không nổi. Rồi, ok, xong ha. Đóng chuyên mục ở đây. Giờ tôi lắp ạc rồi ta, tôi tư vấn cái vậy.